nay mình đi chợ hơi trễ cả nhà. Cái chú này cũng còn được mớ lương nè, với lại cá trê. Bữa nay mình mua ít lương với cá trê về, cái mình lương thì mình nấu canh chua với lại bắp chuối, còn cá trê thì mình sẽ kho tiêu nha. Đây, lương này thì sáng mình mua con nè, con này chứ cũng bự của chú anh chị. Còn này là cá trê nè, cá trê thì giờ mình cũng mặn sạch rồi đó, giờ mình khứa vừa ăn. Cái đầu thì mình cũng nấu canh chua luôn, còn mấy khứa mình đó thì mình đem kho tiêu. Bữa nay mình nấu canh chua bắp chuối với lại cơm mẻ. Hôm nay mẹ đi làm mình không có nhà cô chú anh chị. Rồi cá này thì giờ mình ướp trước cho nó thấm gia vị nha. Giờ mình cho hành tỏi vô, mình ướp. Rồi mình cho gia vị vô, hạt nêm, muối, đường, bột ngọt. Rồi mình cho chút nước mắm vô nè. Chút xíu thì mình sẽ thắng nước màu, mình kho trước, kho riêng. Đây nước mắm lít nè. Nước mắm này người ta bán ngoài chợ 20.000 lít nè cả nhà. Rồi giờ mình cho một chút mỡ cho nó thơm. Thơm quá. Thơm không? Dạ thơm. Khô cá là phải có mỡ gì nè, nó mới thơm. Rồi giờ mình trộn đều lên. Đó, giờ mình trộn đều lên, mình để cho nó thấm nè. Cho con cá của mình nó, khứa cá của mình nó cứng á. Mình kho mình ăn nó mới ngon, nó không có bị bể. Rồi giờ mình thắng miếng màu đường nè, mình kho cá. Mình thắng bằng cái đường vàng nè, cho cái màu lên cho nó đẹp. Đường này thì chỉ để dành mình ướp cá thôi, kho cá thôi chứ mình cũng không có ăn hàng ngày. Nên mình sử dụng mỡ, thường thường thì mẹ làm bằng dầu ăn. Rồi giờ nước màu nó vừa nè, giờ mình cho cá vô. Rồi nước sôi nè, giờ mình cho cơm mẻ vô, cái rau giờ mình luộc nè. Mình luộc, mình lấy cái nước trong, bỏ cái xác cơm. Trong đây toàn là cơm nguội không á cô chú anh chị. Mình cho nước sôi cho vậy nè. Cơm mẻ nó chỉ chết khi nào mình bỏ muối thôi, còn nước nó sôi cỡ nào nó cũng không chết. Rồi nêm nếm vừa ăn rồi nè, giờ mình cho lương với lại cho cái đầu cá trê vô. Nãy mình chừa cái đầu rồi mình nấu canh chua. Cá với lương nó cũng chín rồi nè, giờ mình cho bắp chuối vô. Hết luôn hả? Cho hết luôn rồi, để cũng sẹp khô chứ gì. Thôi nhiều lắm. Giờ ăn nhiêu thì bỏ vô nhiêu. Nhiều chắc nhiều lắm. Chuối này nhận cho nó xèo xuống mà ăn được rồi. Mình bỏ hết, bỏ. Canh nó cũng chín rồi, giờ mình múc ra tô mình ăn cơm. Bắp chuối này nó cũng lẽ chín lắm cô chú anh chị. Nó có lửa nó xèo xuống là mình ăn được rồi. Chứ lễ nấu mà nó rụt quá thì ăn không có ngon. Cá với lương cũng nằm ở dưới nè. Hai cá trê mình kho nó hơi đen vậy. Nãy lửa nó hơi khét. Nên đi chợ mua được cá trê cả nhà. Cái giờ mình kho tiêu nè. Rồi mời cả nhà mình ăn cơm luôn. Mời cho ăn cơm luôn. Bà em mà bán cơm. Bữa nay không có bà ngoại ở nhà. Giống như cá bóng đêm á vậy. Mời cả nhà dùng cơm. Mặn không? Mẹ không? Đâu. Phải không? Không. Mẹ tưởng nó bị đắng chứ. Ừ. Rồi cái tên nó béo kìa. Mình hồi đó có bị đắng gì đâu. Béo. Ừ. Nè con thử bắp chuối. Ừ. Quá. Béo nữa. Nó chèn canh chua. Dạ chú con mới chèn. Chú nó còn giòn. Công nhận thật cũng ngon thật cô á. Cái tên nó mềm béo không? Ừ. Ngất luôn anh. Tấm nữa mới ngon. Ừ. Ông ngoại không có bỏ ớt á. Này, lương bữa nay mình mua bự nè. Này con gấp đi, hay là mày gấp cho con. Dạ, con gấp. Ừ, con chấm đi. Ăn thử miếng lương coi. Lương mềm đi. Lương béo ngọt nữa. Này, coi chừng con cá đeo của anh thường thương nha. Cá tê này xương nó cũng không có nhiều như cá lá thóc.
Để thương để em. Kho cái nó mềm ghê. Anh đi hồi con Giang thử cái nước cơm cơm mẻ. Nước mà không còn con Giang ngon á. Cần chua cơm mẻ. Ừ. Chua cơm mẻ bắp chuối. Chấm đại đi ngon, ông ngoại đâu. Con chấm đại đi, ông ngoại đâu có bỏ ớt đâu. Không có ớt mà như thế. Cổ cay nó hồi lúc này con nhẫn mềm kìa. Đúng không? Béo. Cũng có một chút vị mặn mặn. Mặn là gì? Chỉ là cá. Cá mặn hả? Ừ, cá mày kho mặn mặn để mình ăn cơm với canh mà. Nè vừa viết nghề quên á, nó thứ 7 mà quên. Nên mà tưởng thứ 6 mà không có học. Rồi cái bắp chuối này nó ra cái màu tím nè. Nãy nó có cái màu đục đục cái cơm mà giờ nó ra màu tím. Chưa nhiều hả? Chưa bỏ đây nè. Cái chơi với luôn được. Luôn luôn thì nó có xương giữa à. Có cái tay khi nó ăn nó có bên cái mang á. Luôn thì ăn lỡ mất cổ. Tại xương nó xương giữa. Luôn mình béo à. Mà mua luôn đâu mình đang béo dữ mà. Mua giờ xếp á. Này phải có ông sáu thuộc công sao có tiêu ăn có xả ngon. Có bị cắm sao quá trời không? Nãy cá nhảy đình đạch luôn á. Phải không? Ở bên hầm nó có hàng cá lóc hết trơn. Mà con làm gì vậy? Mà không biết sao bắt được nó này. Nửa chén à. Có nó thiệt. Con dễ xương hết chưa? Này con lấy cái ghìa này là con bỏ nè biết không? Để xương á, rồi con lấy cắp lươn cho con chấm ăn đi. Là phải lấy muỗng rồi. Cho ăn nước không? Dạ, chưa. Con hết cá rồi. Này không có nước cơm, nay bà ông ngoại nấu cơm cơm điện. Xương quá trời luôn. Thôi con đừng ăn cá này con luôn đi. Nè. Có ăn luôn rồi. Con gấp luôn ăn đi. Cá mắc cấu không? Dạ. Ừ. Gấp ăn đi. Này mày chan nước cho ăn nè. Chan nước được cho dễ ăn. Ừ. Ủa mà ơi xanh nó trở thành màu tím luôn rồi. Màu tím này của bắp chuối á. Bắp chuối nó ra nè. Hộp cơm tấm rồi phải không? Dạ. Nước cơm mẻ ngon. Thôi, ăn chén mấy mà no cái bụng ghê. Sáng ăn miếng cơm gan giờ còn no. Phải ăn hết chưa? Dạ. Không biết bà ngoại không biết chừng nào về đấy không biết. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.